Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Y. B. Synfoter được sản xuất tại Atlantic Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Y B Sinforter cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Y B Sinforter. Gabapentin 300mg. Chỉ định của thuốc Y B Sinforter. Cải thiện tình trạng đau thần kinh. Hỗ trợ điều trị bệnh động kinh. Liều dùng của thuốc Y B Sinforter. Điều trị đau thần kinh ở người lớn trên 18 tuổi. Ngày đầu dùng một lần 300mg. Ngày thứ hai dùng ngày 2 lần, mỗi lần 300mg. Ngày thứ ba dùng ngày 3 lần, mỗi lần 300mg. Liều tối đa ngày 3 lần, mỗi lần 600mg. Điều trị bệnh động kinh ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, liều bắt đầu ngày 3 lần, mỗi lần 300mg nếu cần tăng lên 1.800mg trên ngày. Điều trị bệnh động kinh ở trẻ em từ 3 đến 12 tuổi liều bắt đầu ngày 3 lần, 10 đến 15mg trên kg trên ngày, sau 3 ngày có thể đến 50mg trên kg trên ngày. Bệnh nhân suy thận, người cao tuổi, cần điều chỉnh liều. Chống chỉ định của thuốc Y, B, Sinforter. Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú có sử dụng thuốc Y b xin được không không nên sử dụng thuốc y b xin cho phụ nữ có thai và đang cho con bú nếu thực sự cần thiết nên hỏi ý kiến của bác sĩ sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc thuốc y b xin có thể gây mệt mỏi buồn ngủ ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc tác dụng phụ của thuốc y p xin tác dụng phụ do thuốc y. B. Xin gây ra như chóng mặt, buồn ngủ, phù ngoại biên, mất điều vận, mệt mỏi, rung giật nhãn cầu, thất điều vận động. Ngoài ra còn có thể gặp một số tác dụng phụ nhưng ít khi xảy ra như nhiễm virus, sốt, buồn nôn, nôn, buồn ngủ, thay đổi tính cách. Khi có biểu hiện bất thường cần liên hệ với bác sĩ để được tư vấn kịp thời. Tương tác thuốc nếu bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng axit, cần dùng thuốc cách nhau 2 tiếng để tránh xảy ra tương tác thuốc. Khi sử dụng thuốc tốt nhất, bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ biết về các loại thuốc mà mình đang sử dụng để bác sĩ tư vấn tránh xảy ra các tương tác không mong muốn. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Y, B, Sinfocter, đồng thời biết cách sử dụng Y, B, Sinfocter sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.